Trái chơi. Thôi là trai hay trai. Nó chơi làm thiệt hả? Thiệt mà. Này ra chào nhà nha. Này chả chảnh vậy luôn hả? Ừ. Này có ai vậy anh Sơn? Có ai? Ủa con đi con Trinh con gì đó. Kêu anh chở đó hả? Ừ, ngồi ngủ 7 giờ rưỡi kêu cửa tới 8 giờ rưỡi. Rồi. Ở cả nhà ơi, có đứa em ở Sóc Trăng thì cho mấy thầy nghe cái quạt này. Quạt này chắc vệ sinh là hả ta? Ừ. Này lấy rửa đây. Rửa rồi. Ồ được rồi, cái xe tròn vào nè. Rồi. Cái này có đứa em gái ở Sóc Trăng á. Nhà xài dư á, cho vợ chồng mình. Ồ cái máy giặt. 6 kg 8. Rồi cảm ơn Sơn nha, đi vô Sơn ơi. Vô. Đồ cái nhà chưa sửa nên có người cho đồ là năm nay là im mà. Cái này quê anh chạy đường nào, anh chạy đường Long Phú lên thế vậy? Đồ ông cũng nhanh heo, hồi nãy mới điện thoại cũng. Ủa, nhanh sao được cái chiếc xe đạp nó vậy? Ừ chắc cho nó vào rồi. Ừ. Ủa, đi nãy em thấy hả? Không thấy. Cái này đây. Cái này thay về ruột. Ba đeo. Cái này chắc thay ruột rồi. Thay ruột đó. Bây giờ chưa hay. Bây giờ đổi ra rồi. U cái bên đây này làm cái này được ra vậy. Được hả? Vào đâu thơ? Vào ơi, cô cho con chiếc xe đạp nè con. Cái cô không đem đồ xuống đó con. Ừ. Được không? À. Cô cho mua chiếc xe đạp luôn. Đi lắp nè. Nữa cho bé vào đi học, bé ra vào đạp xe đi học. Con chạy. Ờ con chạy luôn. Con chở vào. Ừ. Trời dở. Đi chuyện 2 đi con. Giỏi. Nó đâu không hết đâu, để xa nó mới. Đi con chạy. Chưa để chuyện 2 bơm. Chưa để thay ruột rồi con. Không, thay ruột lên đâu. Thay ruột đang đi bơm. Này bé vào là chạy xe này là vừa luôn á. Nghe cái này bẻ không? Giờ dạ, xuống anh luôn á. Ơ? Cái người chưa nhận anh lấy vệ sinh lên em ơi. Ừ. Bây giờ lấy Vậy của cũ của người ta là của mới của mình á. Giỡn à. Dạ. Đâu để trong ngoài. Ngoài lên đây. Ngoài đi đằng cửa. Ngoài đi đằng cửa. Ngoài đi đằng cửa. Nhưng mà nó chưa biết xài này luôn. Đúng rồi, bình thường mà. Có thay nước thay gì không? Không, nước từ nào nó cạn nước là thôi chứ không có thay. Vậy hả? Ủa mình đổ nước vô, cạn nước đổ nước mình vô phải không? Ừ, trong nước vô cái quạt nó nấu nước vô, quạt mà. Trời ơi, cái miếng này ngon lành nè. Trời ơi. Để đâu? Để đại giá thôi. Đây 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 nè. Cô hai ơi. Vậy con? Em nó trẻ trời. Nè, con mở tủ lạnh đi, cô hai quên á. Cô hai mua cho hai đứa ăn đi. Ôi. Đã xuống nè. Chưa có nước luôn kìa ơi. Cho máy giặt rồi, từ đây tới thì mình hết giặt tay rồi. Đây, đây luôn, rồi. Rồi vợ chồng cũng cảm ơn cô Trinh rất là nhiều. Nhìn từ xe anh thôi. Thôi, chậm nó trả rồi. Ủa, chậm trả thì xe luôn. Ừ, nó trả rồi. Cho đồ rồi, rồi cho thầy Phương. Rồi. 300 á, lấy cái tiền xăng á. Trời ơi. Cảm ơn anh Sơn nhiều nha. Được không? Được không? Được. Thở ra. Rồi, về khỏe anh Sơn ơi. Ừ. Cảm ơn nhiều nha. Cũng 7 giờ rưỡi á, thức dậy chưa, cửa nó tới 8 giờ rưỡi nó mới thức á. Vậy đó hả? Tại người ta sắp thức trễ. Mình dưới quê thì mình thức sớm. Vậy thì của cho không bằng cách cho cả nhà. Cho vợ chồng mình xong rồi bao xe xuống luôn. Trả luôn cái tiền xe luôn. Ôi quá tuyệt vời. Vợ chồng mình xin chào các bạn nha. Xin chào các cô chú, các anh chị thân mến nha. Xin chào cả nhà mình nha. Con chào ông bà cô chú. Chú ông bà cô chú nhìn sức khỏe. Im rồi, im rồi, cái xe mới rồi. Chào. Dạ. Phải không? Phải. Con chào ông bà cô chú, chú ông bà khỏe. Kỹ nha. Gửi xe cho gia đình ra. Cái xe này bằng inox đó con. Không có hư đâu. Con chạy hoài nó cũng không có xét nữa. Khỏi tốn tiền mua nước sơn nữa hay vào ha. Vào nữa em có em á vào. Dạ. Để con phải chạy con chở ra chế thư rồi sao nè. Con gì? Con có chạy không thơ? Dạ. Dạ hả? Con mới chạy hai bánh luôn.
chứ đâu phải bốn bánh đâu. Đù hai bánh gì là gỡ hai bánh này ra hả? Thôi cái để đi vào chưa biết chạy để cho con tập đi ha. Giờ này chạy quen rồi thì ở đây hay vào ha. Cái chìa khóa nữa nè. Ồ cái chìa khóa nữa hả? Ừ. Đây ngày mai dân hai qua trường học, dân hai hỏi mấy thầy xin gửi con vô trọng học cho biết chữ. Để con có đi mua đồ cho con hai lấy xe chạy cho nhanh ha. Mình cũng tính chiếc này đánh đi YouTube ra các bạn. Rồi mình mua cho cháu vào chiếc xe này. Mà hai chồng mới định thôi là có 20 vạn cho. Đây con đứa em gái nhà dư á, để chặt nhà cho mình với sẵn cho cái máy giặt này. Rồi cái này nó không có cái đầu để nước vô, nó không có rồi không biết sao. Rồi chắc nữa mình ra chợ mình mua về mình gắn vô nha. Cho vợ sao khỏe giặt tay hoài. Mình xin chào cả nhà nghe. Cả nhà sáng mình có đi chợ mình mua ít cải thìa nè, đậu que, cải thìa với đậu que hồi mình xào với đậu lòng gà, nên hồi mình xào cải thìa với đậu que. Mình có mua mấy cái sặc ngon quá nè, này sặc gần nè, quá trời trứng luôn. Cái sặc này người ta làm khô á, mình mua về bây giờ mình đem đi kho, mình mặn cũng sạch sẽ rồi nè. Bây giờ mình ốp luôn, giờ mình ốp hành tây với ớt vô. Mình lấy một màu một ít, một chút đường vô, ít hạt nêm, chút xíu bột ngọt, đãi có 2 muỗng dầu ăn vô. Rồi mình trộn cái gia vị này lên. Qua chà miếng cá này ngon. Gần Tết á, người ta bán đặng mấy người ta làm khô mà được cá tươi ăn. Mình phải nhìn người mình mua nhìn phải khô với em ha. Cũng có mà vợ sợ mưa chồng ơi. Tại chưa có hết mưa. Tại đi gần gần Tết á, mình thấy mình mua một ít gì đó, mình đem về mình khơi khô. Mấy ngày Tết ăn khô ngon lắm á. Giờ mình cho nước mắm vô nè. Mình là đãi đi, cho cá nó thấm, mình xây qua mình lặt đậu. Cái thìa mình thích ăn nhỏ nhỏ vậy nè, nó ngon. Lá này giặt mình bỏ ra. Xay qua mình lặt đậu que. Mình lặt ra hồi mình đi ngâm nước muối đậu que mình hả đem vô mình ăn mới được. Me này ta mới bẻ nè non. Mình trồng đậu que cũng ăn cũng được mà cấp này không có trồng được. Đậu que này trồng vài giây à, 4-5 giây à là ăn hoài luôn á. Cá mình ốp từ giờ cũng đã thấm rồi, mình bắt lên mình kho luôn. Bắt cá lên mình kho, mình đã lửa liu riu thôi cho con cá nó thấm á. Quá trời ngon ha, ăn cá này. Chả thấy giờ gì nữa. Cá sặc rằn nha, cá sặc rằn khó tiêu. À, cá lóc ruộng cái này cũng lóc đó chưa. Sáng giờ mua hai con đó, một nhỏ hơn hồi xưa giờ mua hai con gần 2 kg, cái này có 1 kg 2. Mình đem thả xuống luôn rồi. Tỏi phi rồi nè, mình bỏ vô. Giờ mình bỏ lòng gà vô mình xào. Bỏ ra quay mình xào. Mình cho ít nước vô. Ngâm chút đường. Hạt nêm vô. Cục ngọt. Ít xíu muối. Giờ mình đậy nắp lại.
Là đậu chín rồi mình cho cải vô luôn. Cải thìa thì nó mau chín hơn đậu, mình bỏ sao. Giờ mình đậy nắp lại luôn cho cải thìa nó chín. Hôm nay nồi cá mình chín rồi nè, mình đẩy một ít tỏi phi vô, mình đẩy tiêu lên luôn nha. Rồi nè, cá mình cũng chín luôn. Bự không? Cô Hai tức quá, cô Hai bữa nay mua trái dưa bự coi nó ngon không. Mà nó ngon quá trời ơi. Bữa nay thử thách cho bây giờ ăn nguyên trái dưa siêu to khổng lồ. Trời ơi. Cô nè. Ngon không? Ngon à. Dưa hấu bự chú bá luôn á. Wow, dưa hấu ở đâu mà bự quá vậy? Cô Hai ngồi chơi đâu con? Chưa ăn mấy chỗ nào vậy cô Hai? Mua chợ. Hay quá à. Ừ. Chưa từng thấy dưa hấu làm bự quá vậy. Đó. Nắm cái bầu hả? Chế Thư thấy rồi đó. Thấy không? Chắc ăn bể bụng rồi cô Hai. Bể bụng hả? Wow. Phành nữa đi. Dưa này ngon thiệt, nó giòn. Cô Hai cho con miếng vậy. Hả? Cho con miếng vậy. Ăn hả? Ăn già luôn hả? Đây cô Hai cho, nè. Con cảm ơn cô Hai, cảm ơn cô Hai. Cái cải nó nhiều quá, nó sọt lại còn ít. Giờ cải cũng chín rồi, mình xúc ra dĩa. Nay mình xào với lòng gà. Lòng gà có mùi vị thôi chứ không nhiều. À, xin kính chào cả nhà mình nha. Kính chào các cô chú các anh chị thân mến nha. Bây giờ bữa cơm gia đình mình cũng đã nấu xong rồi. Hôm nay là mình có một mớ rau nè, mình xào với lòng gà. Tại con gà mình ăn ăn chiều qua cái lòng bỏ tủ lạnh ngồi dư á. Với ít con cá sạch gần, kho tiêu dạng với dưa hấu. À, xin mời các cô chú các anh chị các bạn dùng cơm với gia đình mình nha. Cơm bây giờ ơi. Mời cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Con mời ông bà cô chú ăn cơm với con. Con mời ông bà cô chú ăn cơm với con. Cái trứng vào trứng nhỏ đây con. Con ăn trứng. Xin mời cả nhà dùng cơm gia đình mình nha. Trứng nó bé ngọt mà. Cho nó béo. Cá sạch. Ngon rồi không? Cá béo vậy. Quá trời thịt à. Bữa cơm quê cả nhà, bữa nay ăn cơm đậm bạc ha. Ồ, cá sạch ngon quá trời ngon luôn tao ơi. Béo không? Ngon. Cô Hai ơi, cái trứng này giống như trứng hộp vịt lộn á. Nó hộp gà mà. Giống như hộp vịt lộn. Giống như hộp vịt lộn mà chầm đỏ á. Đỏ không? Ừ. Nó ngon. Có béo nào rồi hả? Sao quá hông? Ồ, chắc mỏng quá. Cái dạ ơi. Dạ. Dưa hấu không? Nè. Con cô Hai. Thơm dưa hấu không? Con tự giác. Tự giác đây. Cảm ơn cô Hai. Mẹ Hai kỳ cục. Dưa hấu ngon bơm vào. Bơm mình vỏ trắng là nhất. Nó chạy dây á ha. Trứng cá nó, trứng cá nó béo à. Được không? Béo. Béo lắm à. Trứng cá nó béo như trứng hộp vịt lộn á. Trong đó. Đúng rồi. Cô Hai, cá này thịt quá trời luôn cô Hai. Ừ. Ừ. Nè. Cá nó ngon.
không mặc ngoài à. Đấy hả? Dạ đôi chế gì à? Không chế thằng. Con này còn có dính còn không? Ớt mà cay nha. Thôi đây chán rồi, qua gấp nè. Con cảm ơn con hai. Ừ. Chào chén được con. Dạ. Ăn có siêu nước ra nghe không? Rồi già đâu, Dưa Hấu nè con. Bữa nay Dưa Hấu thích tu rồi, không ngồi gần vị Dưa Hấu. Thôi cả. Giờ phải đồ mặn lắm con. Thôi ăn cái cá không? Không hả? Nhỏ này đồ bé bé không ăn cơ. Đào, trứng cá luôn không? Trứng này ngon à. À, con hát chưa? Con cảm ơn con ạ. Lại đi. Lấy cái xương này ra dễ ăn. Rồi thử ăn đi con. Dạ. Con đi. Thật quá trời thật luôn cô ha. Ừ, cá này thật không? Đây cá thì hả con hai? Cá này hả? Ừ. Cá sặc. Ừ. Cá phì quá à. Ừ. Còn đựng cá gô nữa.